Hôm trước mình học every rồi nhớ đó. Every. Body dính một chữ hay hai chữ? Dạ, một chữ. Kỳ quá ha. Everybody là mỗi cái thân thể đó. Tức là mọi người đó, has. Thì bên này số ít phải không? Đó, tại vì mỗi. Thì has. Everybody has a boss. Boss là ông chủ. Ai trên đời này cũng có ông chủ hết trơn á. Everybody has a boss. Ông nói tôi làm nghề tự do, tôi không có chủ gì hết trơn á. Nhưng mà về nhà có bà xã làm chủ. Everybody has a boss. Hay là bà về thì có ông làm chủ. Ông tướng chỉ huy về nhà. Tướng quyền con không có ai trên mình, như về nhà có bà tướng, bà chỉ huy. Nó kêu là nội tướng mà ha. Thế nên chữ everybody has a boss là nó nói một cách chung. Ngay cả tổng thống cũng có boss. Boss tổng thống là ai quý vị? Bà tổng thống. Nhân dân. Nhân dân. Nhân dân là chủ của ông tổng thống. Nhân dân bầu ông lên là nhân dân. Hạ ông xuống được. Ông dân biểu, ông quốc hội cũng vậy. Ông tối cao pháp viện cũng vậy. Ai cũng có ai mà cái người đưa mình lên thì người hạ mình xuống. Đó. Thì everybody has a boss, yes. Resign. Cái đó impeach là bị trút phế. Còn từ chức là resign. Resign là từ chức ha. Resign là từ chức mà đọc là resign. 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 Nhưng mà retire là về hưu. Retire là về hưu nhé. Retire là về hưu. Hai cái đừng có lộn nhé. Bên là resign, bên là retire. Thí dụ nói tôi về hưu. Tôi đã về hưu rồi. I'm retired. I'm retired. Thấy không? I'm retired. Thì vì cái động từ retire là từ chức mà to retire là về hưu, mà bị về hưu, được về hưu là retired. To be đó, to be retired. Cái câu tiếp theo mình có cái chữ mình học hai cái đều xài được hết, đó là cái someone và cái chữ bleeding. Có người đang bị chảy máu. Ví dụ mình kêu 911 thì nó hỏi what's the trouble, chuyện gì đó. Thì mà nói có người chảy máu thì someone is bleeding. Đọc với tôi. Bleeding. 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 Someone is bleeding. Someone is bleeding. Có người bị chảy máu, thấy không? Nhưng mà nếu mà chảy ít nó cũng không có emergency đâu, phải chảy nhiều. Thí dụ mình nói là chảy máu nhiều thì nói sao? Bleeding a lot. Có chữ nào khác không? Nói cho nó đúng. Heavy. Heavy bleeding. Chảy máu mà chảy máu nặng đó, chảy máu nhiều, heavy bleeding. Heavy đó. Someone is bleeding, is heavily bleeding. Nếu mà chảy máu mà nặng thì là heavily, tại vì nó trạng từ. Nhưng mà cái sự chảy máu nặng thì chỉ nói là heavy bleeding thôi. Tôi có cái sự chảy máu nặng. I have a heavy bleeding. Tôi kêu 911 tại vì tôi đang bị chảy máu nặng. I'm calling 911 because I have heavily, I have heavy bleeding. Tôi đang chảy máu nặng. Tôi có chảy máu mà chảy máu như thế nào? How is the bleeding? Tôi hỏi về cái máu, chảy máu mà như thế nào? How's the bleeding? Mình nói chảy nhẹ thôi. Thì mình nói sao? I have light bleeding. Light là nhẹ. Hay là minor bleeding. Minor là nhỏ đó. Minor là nhỏ. Nhỏ là thí dụ mình injury, mình bị như vậy đó.
là cái chữ về tiếng Mỹ nó gọi đó gọi là injury. Yeah. Tôi có bị thương tích. I have an injury. I have an injury. Ví dụ mình đụng xe, mình đi tới luật sư, mình đi kiện bên kia, cho luật sư bên kia nó hỏi cho chị, bà bị đụng xe, bà có injury không? Are you injured? Cộng từ là to injure, là làm bị thương người nào. Yeah? Injure. Injure. Mà injury đó là vết thương hay sự bị thương. Injury. Mình á, người Việt Nam mình cái quan niệm là bị thương là khi nào phải thấy chảy máu. Mỹ nó không cần chảy máu. Đau ở trong, nhức đầu, đau cổ, đau xương, bầm dập ở trong mình không biết. Sưng, đó là injury. Cái gì mà nó khác cái thân thể mình bình thường là injury. Nghe yeah. Chứ mình nói ôi, nó đụng tôi mà có gì đâu, tôi đâu có chảy máu đâu, phải đi kiện làm gì, đi thương làm gì. Nhưng mà trong khi đó cái xương sống mình nó bị đau rồi, cái cổ mình nó gạt tới gạt luôn gì, đau trong cổ á. Có nhiều khi nó không đau liền, cả tháng sau nó mới đau rồi. Đó là injury, rồi đi bác sĩ. Cho nên cái gì mà mình bị đau, làm cho thân thể mình đau là injury. Cho nên bleeding là đương nhiên là injury rồi nhé. Ví dụ cái 911 mà nổ 3.000 người đó, thì 3.000 người đó chết, thì nó hơn cái injury nữa là chết rồi còn gì nè. Nhưng mà những người mà không chết bị mà còn sống á, tất cả đều là injury hết. Có nhiều khi sợ quá, chết thì bị thương quá, nhưng mà sợ hãi quá rồi về đây khùng luôn. Cái đó cũng là injury. Injury trong cái tinh thần của mình. Mình không bình thường nữa, là injury rồi. Someone is bleeding là có người bị chảy máu, nghe không? Câu tiếp theo là nó sẽ hỏi mình, what's your address? Đọc với tôi, what's your address? What's your address? What's your address? What's your address? Đừng có lộn với chữ address. Yeah. Address. Address. Address là xưng hô. Cũng viết vậy. Yeah. How do you address him? Anh xưng hô với ông sao? Anh kêu ông là cái gì? Thì how do you address him? Cái chữ là address. Còn cái chữ này là address. Khác nhau nha. Cái địa chỉ của anh. This is my address. Đây là địa chỉ của tôi. Còn you address me sir. Còn anh á, kêu tôi phải bằng sir, bằng ông. You address me sir. Yeah. Khác nhau cái dấu sắc nhau. Đọc với tôi cái trước này. Address. 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 Khác nhau nha, khác nghĩa nha. Address. Tôi kêu ổng là thưa tổng thống. I address him Mr. President. À, Mỹ nó chỉ có thưa tổng thống, chỉ cho kêu tới Mr. President rồi. Chứ không gọi là Mr. Excellency. À, nhưng mà khi nào mình dùng ổng là ngôi thứ ba đó, thì là he's your excellency, thưa tổng thống. Với nữ hoàng thì your majesty, vua là majesty, tổng thống thì excellency, tổng thủ tướng cũng là excellency, ông tòa thì your honor. Thôi mình chừng đó biết chừng đó xài, nhưng mà mình á, honor mình xài nhiều hơn, tại vì mình hay ra tòa. Mình bị đụng xe, mình bị chạy quá tốc lực, mình bị gì đó. Thì mình thưa với ổng và với cái bà thì cũng honor hết. Bà tòa mà có là Mỹ đen cũng phải kêu là honor nghe. Chứ đừng cứ kêu là black honor là. Your honor, nghe. Cái gì honor biết không? Biết không? Honor.
quý vị ghi R thì phải có một cái R nữa. H-O-N-R. Bên đằng lê nó có chữ U. Bên đằng lê nó là O nua. À, O nua. Thí dụ màu á, thì color. Mà Mỹ là color. Đằng lê nó color. Nó cũng một nghĩa hết nhé. Nó thêm chữ U. Là your honor là thưa ngài quan toàn. Your honor. Thưa mục sư, thưa linh mục, thưa thượng tọa thì your reverend. Okay, your reverend. Tức là cái bậc đáng trọng, đại khái vậy. À, tiếp theo để mình coi có chữ gì ở dưới. A little boy is drowning. À, có một đứa bé bị chết đuối, chết chìm. Đọc với tôi. A little boy is drowning. Is drowning. Is drowning. Is drowning. To drown là bị chết chìm. To drown là bị chết chìm.